cũng có nhắn tin, tại vì bên mọi người có tạo group nhiều lắm, group bên Insta nè, group bên Line Ai nè. rồi hả? Rồi, dễ thương quá nhỉ. Đó, cũng trên group Like sao hả? Like hả? Line chị LINE Line. Ồ, là các bạn cũng dùng like luôn. Có dùng Line hết, tại vì em thấy bên Thái là hầu như dùng Line phải. Bên ban tổ chức nhiều dùng Line. Chị Phương Anh nói tiếng Nhật đi. Lên Hello Lương Linh. Ông Phong mình kỳ lên ăn lắm, bánh ủa tráng hết trộn kết loại cậu nào rồi. kìa, trời ơi, ác tội nghiệp Thảo. Không được ăn. Chị bây giờ em đến nói, nên nói câu tiếng Anh nào để khen gì na đây. Em nên nói câu tiếng Anh Em nào ơi, đây. em nên khen về cuộc thi, tại vì mình sẽ rất thích cái chuyện đó. I Tôi đã think khen mình Miss Đức Thái. I think Miss Grand Thai Miss Grand International 2020 very great and very amazing and the food Thailand is very delicious and delicious gì nữa chị, Very ngon good. and very good. Yeah. Yes, I have Do you love Thailand food? yes, I love Thailand food and I have 3 day, 3 day work quarantine time, đúng không? Quarantine time, quarantine cách ly á, cách ly. I have Quarantine. to quarantine, quarantine. Hôm nay anh thầy thầy nhận em cũng chỉnh cái đó, câu nó nhiều lắm em cứ quên hoài. Sao sao tại đó khó mà. I have 3 day quarantine and I very happy because I will try makeup, new makeup and new picture. I take picture for me and I live stream talk with my friend and Meet Thảo có nhớ Việt Nam không kìa? Do you miss Việt nhớ Nam? chứ, nhớ Việt Nam chứ. Ấy Em cũng mọi nên. người cách ly. Có bạn nói rằng là Thảo nên khen cái hoạt động cách ly của Thái á, là những cái quá trình mà người Thái đã phòng chống dịch Covid á. Nếu em nói được. Chết rồi, em Không chưa sao. đủ vốn từ để nói câu đó chị. Không sao, ờ bỏ đi bỏ đi. Gì nè. Yeah. Kha đi kha. Sao đi kha. Kha khun kha gì nè. Thailand is very great and very Yeah, it's amazing. very wonderful. Yes, very wonderful Thailand. Anh nói tiếng Em thích Anh. gì nhất ở ở đồ ăn Thái ha? What do you like the most about Thai food? I think pad thai. Pad Pad Thai thai. is amazing. Yes, pad thai amazing. So good. And yes. Em muốn uống nước ép lựu của chị. Nước ép lựu tiếng Anh là gì? Nước ép Lựu là pomegranate, nó hơi hơi lựu. Pomelo. tại vì chị biết cho pomegranate thì phải Pomelo. Em nói chị dịch đi, được đó chị. Em nói chị dịch nha. Bây giờ em sẽ nói những câu tiếng Việt, chị dịch sang tiếng Anh. Ok ok. không? Hello mọi người. Hello everyone. Hôm nay là ngày thứ ba mà Thảo cách ly ở Thái Lan. Today is the third day of quarantine of Thảo in Thailand. Cái gì nữa ta? Tôi đã ăn thức ăn Thái Lan 3 ngày và tôi nghĩ nó khá là tuyệt. Had Thai food for the last 3 days and I think it's absolutely amazing. I love Thai food so much. Yes. Và lúc mà ở trong phòng thì cái việc buồn chán là ở trong phòng tôi không có buồn chán mà tôi cảm thấy khá là vui. Vì đây là lần đầu tiên mà tôi được trải nghiệm cái không khí cách ly ở Thái Lan hả? Nói vậy được không chị? Được được rất hay. So even though that I have to quarantine in the room for 14 days, but I do not feel bored at all because I have so many activities for me to do, for Thảo to do. Em nên kêu là Mr. Na. Em cảm ơn Mr. Na quá. Mr. Na đã cho em một cơ hội được đến đây và cũng như là tham gia cuộc thi Miss Trend. Thảo and Thảo would like to thank Miss Nawat.
for giving her the opportunity to join Miss Grand International. Em nghĩ đây là một cuộc thi tuyệt vời để cho các thí sinh của tất cả các nước trên thế giới gặp mặt và cũng như là có những trải nghiệm với nhau, có những trải nghiệm với nhau. I think this is an amazing contest and it allows contestants from all around the world to come together to meet each other and to show the beauty of the world. Và em cảm thấy con người Thái Lan rất là tuyệt vời và rất là thân thiện, vì ngay từ khi mà em xuống sân bay á là họ đã hỗ trợ em từ lúc em từ sân bay đến khách sạn. Đúng quá. I also think that Thailand people are very nice and very friendly because at the right moment I arrived to the airport, they have greeted me there and have helped me to go back to the hotel. They are very, very friendly and very warm. Yes, very, very friendly. Và em rất là yêu Thái Lan và nếu có dịp nào đó em vẫn muốn được quay lại Thái Lan nhiều lần nữa. I really, really love Thailand and I would love to enjoy my next 30 days here in Thailand. And after that, I also hope to come back with my family and with my friends once COVID is over. Và em cảm ơn Mr. Nawaz đã tạo cơ hội cho em đến và tham gia cuộc thi. Đây là cuộc thi rất là tuyệt vời. Once again, I would like to thank you, Mr. Nawaz, for having given me this opportunity to join the Miss Grand International Competition and to learn and to be myself here. And I really, really love the competition and I thank you so much for this. Và ngày mai nếu mà có cơ hội thì Thảo sẽ mời những mid-trend các nước khác để có thể cùng live stream với mọi người. So for tomorrow, I will live stream with contestants from other countries. Yeah. And we will talk and then you guys get to meet us. Yes. Đó rồi đó. Đó vậy thôi đó. Vậy chị giống người phiên dịch của em ghê á chị. Chị giống người phiên dịch của em ghê á. Chị bắn quá trời bắn luôn. Chị Thảo và Phương Anh ấy thường học lại câu ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam đi. Chị còn nhớ không? Câu của em là gì nhỉ? Làm một nút nhạc hay gì đó đúng không chị nhớ? Nút nhạc. Thôi vậy cứ tối là hai chị em mình sẽ ngồi livestream với nhau và chị cứ phiên dịch ra, nếu có fan nước ngoài á thì chị cứ phiên dịch ra rồi em sẽ trả lời, chị sẽ phiên dịch ra cho em. Thì mai em hãy livestream lúc make up hay là lúc make up xong rồi sau đó em livestream rồi em...